có nói máy quay còn chụp ship đó, chụp máy ship lắm á, thế máy ship luôn đúng luôn rồi ship các với nhau thôi lỡ rồi, hoàn toàn là con trai với con trai đấy, làm lại nhá. À, toàn con trai với con trai kìa, anh trai với con trai thôi đấy hả? Rồi mọi người hiểu nha, em hết được ship nha, đây cặp đôi mới. Dạ anh Tú Minh Sơn. Này em vừa mới ship anh là anh Vương Tú xong. Đúng, xong Tú xong. Xong hai mặt. Bởi bởi thì em cứ ship thôi, dính ai dính. Ủa là sao cái showbiz nó bùng binh dữ vậy ta? À thì quay đi quay lại thôi mà. Quay đi quay lại. Quay đi quay lại là gặp nhau. Đó thì giống như anh Tú với Lily đó. À em mà nói ra câu này thì hơi quá nhưng mà thôi em không nói. Mình có những cái bí mật anh ạ. Mình không thể nói ra được. Không thể nói ra được. Ví dụ như Tú với cả anh Minh Sù là không thể nói được cái tình cảm của anh em mình dành cho nhau nhiều như thế nào. Rất nhiều. Chỉ cần ôm nhau một cái là được. Okay. Mấy cái người mà nói gì á, nhớ xong nói xấu không nha mọi người. Đi cà phê tình cố tình với nó xấu không nha. Trước mặt mà nói như vậy là về sau nó xấu nhiều lắm. Tú nó sẽ xấu vậy thôi. Chúng ta thường sẽ thấy những cái như vậy. Mọi người có coi chuyện trang báo chưa? Ali Hoàng Đức, Ali Hoàng Đức, Ali Hoàng Đức. Em á là em nói xấu người ta trước mặt nhưng sau lưng em không thèm nói nữa. Còn mấy người này tôi yêu anh lắm. Tôi đang của mình. Phía sau đi cà phê nói xấu liên tục. Nhưng mà cũng không thể tin chắc. Dạo này á cái bụng nó đâu còn xiết nữa đâu. À, suy bụng ta ra bụng người á. Cái nư mà cái nư ra này phình nữa rồi. Bệnh. Em này ốm lắm mà. Thế hả? Thì gầy lắm mà nha. Đi chưa? Dày thiệt. Dày thiệt. Sáu mấy kia? Sáu Minh Minh. Đó lý do mà lúc nào nó mặc áo khoác. Ồ, để che lại á. Không là em bị gầy. Còn em cũng có lý do lúc nào mặc áo vest tại vì nảnh nở quá. Không phải đâu, tại vì lý do là suốt ngày em ngồi em lên mạng em khoe body. Khoe thân. À, em là khoe. Dân khoe thân đó. Ô trai đẹp thì mình phải khoe thôi. Đúng sao đâu, có sao đâu. Thật sự là bố mẹ sinh ra chúng ta đúng rồi. Thì chúng ta khỏe mạnh, lành lặn. Đúng. Đó là cái điều mà chúng ta muốn truyền cảm hứng đến với tất cả quý vị khán giả. Là hãy sống thật khỏe mạnh. Đúng rồi. Chăm thể dục thể thao lên. Ai cần phải truyền cảm hứng là lột đồ ra truyền thôi mọi người. Mà có tôi là được. Hả? Em có phải đại sứ của boxer không? Dạ không mà thật sự là như vậy. Em chỉ hay đi mua hàng boxer thôi. Và cũng len lén được tặng nhẹ. Thì cho nên em muốn gửi gắm với mọi người như vậy thôi. Vâng. Thực ra là khoe thân nữa mọi người. Không, khoe thân thôi. Đấy. Không bao giờ khoe thân cả. Đó. À đây à, đây à. Yeah. Cái gì đâu á, thật sự ra em thì nói em thì em không bao giờ khoe thân. Nhưng có thích không? Thích. Đấy. Thích không? Thích. Thích thì cờ. À không. Thích thì chúng ta cứ tiếp tục những cái bước thiền nó lại khỏe mạnh. Đúng rồi, theo dõi đúng thôi. Đúng rồi. Ví dụ như thế này. Đấy, thích không? Thích nhưng mà không cờ. Ông Tú người đẹp lắm, em kiểm tra rồi. Đi. Ali. Ship. Lại ship này, lại ship tiếp này. Lại ship tiếp. Ship cái gì? Người đẹp chắc rồi. Ở chung nhà chung được thôi. Ở trần không mà, không có bao giờ mặc đồ cho nên là không có bao giờ mặc đồ. Anh nhớ nha, anh nhớ nốt cái câu này. Ok. Okay. Không có bao không có mặc áo mà người được. Không có mặc áo, mình từng ở nhà quần. Chung The Voice. Quần nghĩa là quan trọng. Dạ, yeah, quần vẫn mặc hả? Không. Quần đôi khi không phải quan trọng. Cái này mới này. Cái này mới này. Lạ lắm anh em. Chúng ta mặc áo cũ xuống. Đúng không? À giống con gái. Con gái là kiểu cái này. Đây đúng không? Nếu mà ví dụ em mà bỏ cái quần này đi vẫn ok. Tại sao anh biết con gái không mặc quần? Cái mốt người ta có cái mốt là kiểu giấu quần ấy. Đôi khi người ta không cần mặc quần. Là ở đây này. À, em tưởng là anh biết. Kính thưa quý vị, cái buổi sạc xí của ba nghệ sĩ trẻ chị vọng. Mình quan tâm MV đi ạ. Dạ. Mình quan tâm cuộc gọi nhỡ của anh Vương Anh Tú đi. Để nói về cuộc gọi nhỡ của Vương Anh Tú, em không biết cảm giác của em như thế nào. Em gọi anh nhỡ hoài. Ví dụ nè, anh nằm ngủ nè, ngủ nè. Dạ em ngủ. Thôi không, em gọi cho ai gọi? Em gọi chứ. Ok. Tít 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 tít. Ok, em đang gọi anh Minh nè. Anh không bắt máy nha. Why? Anh vẫn ngủ nha. Why? Tại sao? Anh bận ngủ. Why? Tại sao anh lại ngủ trong khi là một đứa đẹp như em gọi cho anh? Thì gọi là đúng đẹp nó không liên quan lắm tới cuộc gọi nhỡ nha. Cái thằng bé này nó cố chấp. Nó phải là không gọi được thì đúng nó mới trở thành cuộc gọi nhỡ. Đúng rồi. Chứ mà bây giờ mày em mà gọi được cho anh thì đâu thành cuộc gọi nhỡ đâu. Đúng rồi. Biết chưa? Sai tâm lý. Thôi em sai. Nhưng mà lần này là anh Tú, Vương Anh Tú là coi như là giảm cân xuất sắc. Sai đập cạnh. Đó. Bài hát thì Ali nghe chưa?
em được nghe rồi, rất hay nha. Hay thật ra đây là một bài mà em nghe hàng đêm sau khi anh được nhận cái demo của anh gửi cho em để mà nghe và cảm nhận. Nó mong thuộc em vào nó mong thuộc em vào đâu trong bài hát này có câu hát nào không làm sao mình bật mí chứ mình có thể bật mí điều đó được mình phải đợi rồi trong rạp đi. Kính thưa quý vị, hôm nay thì nhân vật chính đang ở trên kia và không có một cái máy quay nào cả. Đúng và rồi. Hiện tại đây là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bộ đàm già xì nha quý vị. Mình tràn ra đó đi quý vị, cuộc nhỏ nha. Không tham dự được buổi họp báo ra mắt MV của anh Vân Tú. Trong lòng rất là tiếc vì lâu rồi My mới đóng MV. Nhưng mà cũng phải chịu thôi, chứ bây giờ biết làm như thế nào. Xin chúc cho anh Tú sẽ có một buổi họp báo MV thành công rực rỡ. Và MV mình sẽ đạt được 1 triệu view. Sẽ hit. My cũng là một fan của anh Tú, rất là thích các sáng tác của anh. Chúc cho anh Tú trong tương lai gần sẽ có thêm nhiều bài hát, nhiều sáng tác hay, nhiều MV hay hơn nữa. Và sẽ thành công rực rỡ với những kế hoạch của mình. Hẹn gặp anh Tú vào một ngày sớm nhất. Giảm cân của Tú nó có rất là nhiều lý do. Thì lý do đầu tiên nó là về sức khỏe. Mình nghĩ về sức khỏe của mình thì mình muốn cải thiện sức khỏe của mình tốt hơn thì mình muốn giảm cân. Cái vấn đề thứ hai là mình muốn, thật sự rất là muốn khi mà sản phẩm của mình do chính mình thể hiện thì ngoài chuyện âm nhạc của mình thuyết phục mọi người thì phần nhìn của mình
mình cũng muốn thuyết phục mọi người hơn. Và mình nghĩ đến cho khán giả của mình thì khán giả sẽ nghĩ cho mình. Đó là suy nghĩ của Tú, cho nên là mang đến một cái động lực rất là lớn để Tú giảm cân như vậy. Dạ, xin được cảm ơn anh. Tại vì có lẽ thì ở trên Facebook hay gì đó thì mọi người thích thấy Khoa với Tú nói chuyện với nhau, nhưng thực thì hầu như tối nào là hai đứa cũng hay tâm sự chuyện đời, chuyện nghề đủ thứ, gửi nhạc cho nhau nghe rất là nhiều nữa. Và ngày hôm nay thì đầu tiên là chúc mừng Tú đã, hôm nay nhìn Tú đã rất là giống ca sĩ rồi. Đẹp trai, thon gọn rồi nhớ. Và cái MV này đó, khi mà được xem mới lần đầu tiên thôi thì là Nhung Khoa có một sự đồng cảm ra. Tại vì thật sự mọi người xem cái nội dung MV, mọi người sẽ thấy là Lê Nam Sĩ đã nghèo như vậy thì đó, ăn thì thơm không à. Nhưng mà không, anh bán bài mấy ngàn lượng, em mua mà, em biết. Em sao á? Chưa. Mắc lắm. Thuê rồi em. Mắc sao vậy? Thì khoa học có nghiên cứu là mì tôm nó rất là thiếu chất, tuy nhiên thì nó nhiều carbohydrate và nhiều muối, thì đó là cái lý do tại sao Tú hơi tròn một tí thì ăn mì tôm nhiều. Và từ trước giờ thì khoa vẫn luôn mong Tú là ra sản phẩm đi, Tú hãy làm những cái gì đó của mình đi, hãy đi hát đi. Tại thực sự những cái người mà làm nhạc được và hát được luôn thì nó cũng không có nhiều đâu, nhưng mà Tú này hát rất là hay nữa. Vậy nên là, nhưng mà Tú cứ hay ngại về ngoại hình rồi cứ nặng lại kia cái nọ, nhưng mà ngày hôm nay thực sự là Tú đã lột xác, đã thay đổi được rồi. Và xin chúc mừng Tú rất là câu hỏi. Có một cái sản phẩm thực là thành công. Và có một câu hỏi là không biết thì cái cảnh vui đó thì cái xe nó có bị làm sao không? Sau khi mà một nó xảy ra và không biết là dừng lại đó thì có chết hay không, và sẽ có phần 2 tiếp nối hay không, và diễn viên trong clip thì kiếm đâu ra một người mà giống hiền hồ như vậy. Anh Khoa còn hỏi là tìm đâu ra được diễn viên giống ca sĩ hiền hồ quá kìa, anh trả lời luôn. Mà thật ra là hiền hồ thì ok. Còn ai có câu hỏi nào nữa không ạ? Cái xe có bị gì không kìa? Có phần 2 hay không nữa. Bây giờ là cái xe có bị gì không anh? Thật ra thì nếu như mà cách đây mà cỡ tầm nửa năm thì cái xe đó chắc là có vấn đề đó. Tại vì lúc đó Tú tới cả 100 kg luôn. Nhưng mà bây giờ thì chắc là không vấn đề đâu, tại vì dùng kỹ xảo rồi. Dạ, rồi vậy thì với cái kết của MV như vậy thì sắp tới là mình có phần 2 không ạ? Sắp tới thì tại vì Tú đã chuẩn bị sẵn cho mình một cái chiến lược rất là dài hơi đến phải nói là đến cuối năm 2021 lần, cho nên là những cái sản phẩm tiếp theo chắc là đã vạch ra hết rồi. Và lát nữa sẽ bật mí với mọi người một chút xíu nha. Ok. Với cả là em nhìn cái câu chuyện như này thì nội dung rất là hay. Em cảm ơn ekip cũng như là anh Tú đã viết một kịch bản rất là hay. Còn một câu hỏi tiếp theo em muốn hỏi anh là ngày hôm nay là ngày 11 tháng 11 năm 2020 là ngày sell off nhiều thứ, thì em cũng không biết được là cái sản phẩm sau cuộc sống em ổn không, mình làm người yêu nhé em, anh Tú viết cho em ấy, thì giá cả anh có sell cho em được ngày hôm nay không? Bây giờ là anh em mình chơi nhau rất là thân. Em cũng có hỏi luôn là không biết tình nghĩa anh em mình mà đúng cái ngày 11 tháng 11 như thế này thì như nào anh nhỉ? Sau này đợi qua 12 giờ anh trả lời cho Tú được không Tú? Mọi người thấy không? Mình đã cố tình đợi anh Tú ra đúng ngày 11 tháng 11 mà tự nhiên để đến ngày 12 thì khó quá. Mà nói chứ anh em mình thì chỉ có tặng bài cho nhau thôi chứ đâu có dùng tiền nào mà mua được tình cảm anh em mình được. Em nhờ anh chị báo chí nốt hộ em câu này nhá. Nốt luôn hộ em câu này nhá. Rồi, em cảm ơn cả mọi người. Cảm ơn anh. Không, câu hỏi em nó cũng lý do tại sao á đến lúc này anh mới quyết định là anh chọn anh sẽ hát, và tại sao anh không làm điều đó song song từ cái lúc anh là nhạc sĩ, mà tại sao phải là ngay cái thời điểm này? Và em thấy anh cũng khi mà nhắc đến việc đó anh khá là có gì đó rất là lúc nào cũng tự ti á. Mà em không thích gì, em thích Vương Tú của em với xịn lần nữa. Ok, anh trả lời cho em câu này nha. Cảm ơn nhiều. Cảm ơn câu hỏi của đại. Thật ra thì hồi nãy đã có một cái chia sẻ đó là, và đó cũng là sự thật luôn, đó là trước đây Tú rất là tự ti vào ngoại hình của mình. Thật ra mà nói thì có rất là nhiều người nghệ sĩ thành công không có về ngoại hình, không biết tại sao là Tú lại có cái suy nghĩ đó nữa. Và khi mà mình cảm giác á, mình thể hiện những cái
cái ca khúc của mình á, thì mình định ra cái bài hát đó, xong rồi cuối cùng cái có một người nghệ sĩ thích cái bài hát đó của mình quá, cái lấy cái bài hát của mình cái hát thành hit 5 lần 7 lượt ấy, thì nó làm chai sạn cái cảm xúc của mình đi. Và qua thời gian á thì mình quên đi mất là mình đam mê ca hát, mình cứ nghêu ngao ở nhà á, nhưng mà nó chỉ dành cho cái việc hát những cái ca khúc để dành cho người khác thôi, chứ nó không dành cho mình. Và đến một lúc á thì chín mùi thì cái những cái cảm xúc cũng như là cái sự gọi là trưởng thành trong âm nhạc lẫn tính cách của Tú đã thôi thúc của Tú là chọn ngày hôm nay để là ngày phát hành. Anh muốn hỏi là do lúc nãy em có nói là em giới thiệu anh là ca sĩ Minh Tú ấy. Dạ. Dạ thì ca hát á, thực chất đối với em á, trong trái tim em á, thì em làm nhạc á, ca hát hay là sáng tác á, nó đều là một cái đam mê về âm nhạc nói chung. Em không có phân biệt là ca sĩ hay nhạc sĩ gì hết. Dạ. Và để mà nói riêng ca sĩ thì cũng đúng về em, mà nhạc sĩ thì cũng không hoàn toàn đúng. Và ca sĩ nhạc sĩ thì dài quá. Em thì em thấy là nhà soạn nhạc là cái đúng nhất của em, bởi vì em được thể hiện ca khúc của em sáng tác mà bằng chính trái tim của em, và thể hiện đầy đủ nhất tình cảm mà bài hát đó truyền tải đến với mọi người ạ. Còn câu hỏi đầu tiên á là anh hỏi là phong cách âm nhạc của em sắp đến nó sẽ như thế nào ạ? Thì từ giờ cho đến cuối năm 2021 thì em có em sẽ làm ra mắt một chuỗi dự án của em, thì bên trong chuỗi dự án đó sẽ có rất là nhiều màu sắc âm nhạc khác nhau, và hình ảnh của em cũng sẽ thay đổi để phù hợp với lại âm nhạc đó. Và em cũng muốn là một người nghệ sĩ đa dạng, và trong âm nhạc của em nó cũng đa dạng lắm ạ. Cảm ơn. Yeah.